Sau đây em xin được báo cáo đề tài đánh giá thực trạng quản lý bệnh hen tại đơn vị quản lý ngoại trú bệnh phổi mãn tính, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Hen là một bệnh lý phổ biến có xu hướng gia tăng trên thế giới ở Việt Nam, chiếm 1% tổng gánh nặng bệnh tật. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng tránh và điều trị được. Vấn đề quản lý hen ở Việt Nam và thế giới còn nhiều hạn chế. 89% bệnh nhân không được điều trị dự phòng, 40% không được kiểm soát tốt ở các nước phát triển, chỉ 7,6% kiểm soát tốt ở châu Á Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, mô hình quản lý hen điển hình là đơn vị quản lý bệnh phổi mãn tính CMU đã được triển khai ở 45 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của các đơn vị này còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này đã được tiến hành để đánh giá thực trạng quản lý hen tại đơn vị quản lý bệnh phổi mãn tính Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Như chúng ta đã biết, hen phế quản là một bệnh lý không đồng nhất, thường được đặc trưng bởi tình trạng viêm mãn tính đường thở, được xác định bằng tiền sử xuất hiện các triệu chứng hô hấp như khó khè, khó thở, tức ngực và ho thay đổi theo thời gian và cường độ, cùng với giới hạn luồng khí thở ra dao động. Trên toàn cầu có 272,68 triệu trường hợp mắc bệnh, chiếm 3,57% tổng dân số với 490.000 ca tử vong mỗi năm. Tỷ lệ mắc hen ở Việt Nam là 4,1%. Bệnh hen chiếm 1% gánh nặng bệnh tật, chi phí của bệnh hen có thể ngang bằng với cả bệnh lao và HIV/AIDS cộng lại. Kiểm soát hen đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật tử vong và kinh tế cho người bệnh. Về định nghĩa, mức độ kiểm soát bệnh hen là mức độ mà các đặc điểm của bệnh hen có thể được quan sát thấy ở bệnh nhân hoặc đã được điều trị giảm hoặc khỏi. Kiểm soát hen được đánh giá trên hai yếu tố: kiểm soát triệu chứng và nguy cơ biến chứng. Việc kiểm soát triệu chứng kém là gánh nặng cho bệnh nhân và làm tăng nguy cơ đợt cấp, nhưng những bệnh nhân bị hen nhẹ, tức là có ít hoặc không có triệu chứng vẫn có thể có đợt cấp nặng. Mức độ nghiêm trọng của bệnh hen được đánh giá hồi cứu sau ít nhất 2 đến 3 tháng điều trị, từ mức độ cần thiết điều trị để kiểm soát đến các triệu chứng và đợt cấp. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa hen nặng và hen không kiểm soát được, ví dụ do kỹ thuật hít không đúng hoặc tuân thủ kém. Để đánh giá về vấn đề kiểm soát hen có hai phân loại là ACT và phân loại theo Gina. Bảng thang điểm ACT được dùng để đánh giá mức độ kiểm soát hen gồm 4 câu hỏi về triệu chứng, các thuốc cắt cơn với mức độ kiểm soát bệnh do bệnh nhân tự đánh giá. Sự khác biệt quan trọng về mặt lâm sàng tối thiểu là 3 điểm. Theo Gina, để đánh giá mức độ kiểm soát hen ở bệnh nhân, chúng ta sẽ đánh giá các triệu chứng ban ngày, ban đêm, hạn chế hoạt động và nhu cầu sử dụng thuốc cắt cơn của bệnh nhân trong 4 tuần qua. Qua đó sẽ phân chia thành 3 mức độ: kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát một phần và không kiểm soát. Nghiên cứu của chúng tôi đã lựa chọn tất cả bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán hen theo Gina 2020 và ký thỏa thuận đồng ý tham gia đề tài. Chúng tôi cũng đã loại trừ các bệnh nhân có khả năng nhận thức hạn chế trong tình trạng bệnh cấp cứu, mắc các bệnh lý hô hấp đồng thời có thể ảnh hưởng đến các triệu chứng và kiểm soát hen như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản, lao phổi và bệnh hô hấp cấp như viêm phổi. Tất cả có 39 người bệnh tham gia vào nghiên cứu. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng thực hiện tại đơn vị quản lý bệnh phổi mãn tính Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Dữ liệu định lượng được thu thập theo bệnh án nghiên cứu thống nhất tại hai thời điểm nhận vào nghiên cứu và sau đó 6 tháng. Đối với phần định tính, một hướng dẫn phỏng vấn cấu trúc đã được các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực hen phát triển và xác nhận nhằm khám phá thêm các trải nghiệm của người bệnh trong kiểm soát bệnh. Về kết quả nghiên cứu, trong nghiên cứu bệnh nhân chủ yếu dưới 65 tuổi với độ tuổi trung bình là 56 cộng trừ 11,4 tuổi. Tương tự như nghiên cứu của Ephraim Mariam và cộng sự được tiến hành ở Ethiopia, nơi mà những người trẻ tuổi là những đối tượng mục tiêu cho các chương trình tầm soát hen. Về giới, bệnh nhân hen chủ yếu là nam giới, phù hợp với nghiên cứu của Trần Thị Lý năm 2019 với 76,6% bệnh nhân nam và 23,4% bệnh nhân nữ, có thể do thói quen hút thuốc của nam giới Việt Nam phổ biến hơn nữ giới. Mặc dù hầu hết các người bệnh trong nghiên cứu này có BMI nhỏ hơn 23, chiếm 56,6%, tuy nhiên, việc giảm cân ít nhất 5% giúp cải thiện đáng kể kiểm soát hen. Nhiều nghiên cứu trên toàn cầu cho thấy tiền sử bệnh nhân bị dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào hoặc mắc viêm mũi dị ứng đi kèm là các yếu tố làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tình trạng hen. Về đặc điểm lâm sàng của đối tượng, hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu vẫn gặp phải các triệu chứng chung của bệnh như ho, khò khè, khó thở. Nghiên cứu của Ephraim Mariam và cộng sự cũng cho thấy kết quả tương tự với 57,7% bệnh nhân hen có các triệu chứng ban ngày như thở khò khè hoặc khó thở hơn 2 lần mỗi tuần. Về đánh giá mức độ bệnh và bậc điều trị, nghiên cứu cho thấy không có sự tương ứng giữa phác đồ điều trị và mức độ bệnh
có 30,7% bệnh nhân hen được phân loại theo triệu chứng. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân đều được điều trị theo phác đồ từ bậc 3 trở lên. Điều này có thể được lý giải do bệnh nhân chưa được xem xét điều trị hạ bậc mặc dù đã đạt được kiểm soát sau khi theo dõi quản lý 3 đến 6 tháng, hoặc bệnh nhân đã được thử nghiệm giảm bậc nhưng không thành công vì giảm liều ICS đồng thời hoặc ngừng LABA, làm tăng nguy cơ các đợt cấp và nguy cơ nhập viện. Việc sử dụng ống hút thuốc đúng cách thường được không đúng cách thường được quan sát thấy ở những người tham gia trong nghiên cứu. Một phân tích tổng hợp gần đây đã phát hiện ra rằng tần suất các lỗi dùng ống hút không thay đổi trong hơn 40 năm qua. Theo Sanchez và cộng sự, có bằng chứng chắc chắn rằng kỹ thuật hít không đúng đang phổ biến với 30% bệnh nhân có thể hiện kỹ thuật này kém cần phải xem xét lại. Để đánh giá hiệu quả kiểm soát hen sau 6 tháng, tôi đã so sánh về mức độ kiểm soát hen của bệnh nhân tại thời điểm nhận vào nghiên cứu và sau đấy 6 tháng dùng test CAP3 để kiểm định. Nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả quản lý hen tại đơn vị CMU Bệnh viện Phổi Thanh Hóa thể hiện qua việc giảm số ca không kiểm soát và tăng số ca kiểm soát hoàn toàn và kiểm soát một phần. Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu của Trần Thị Lý năm 2019 chỉ ra bệnh nhân sau quản lý hen đã cải thiện thang điểm ACT lần lượt là 2,1 điểm, 3,4 điểm, 4 điểm sau 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Nghiên cứu của Lai và cộng sự cũng cho thấy sự cải thiện trong kiểm soát hen và tuân thủ ICS ở bệnh nhân sau quản lý 12 tháng. Điều này có thể do bệnh nhân hen được quản lý bởi các bác sĩ chuyên khoa có thể giúp giáo dục sức khỏe tốt hơn về tình trạng bệnh của họ, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn so với những bệnh nhân được chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc y tế ban đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân chưa đạt được kiểm soát vẫn còn cao. Các lý do được đưa ra là bệnh nhân vẫn thường xuyên tiếp xúc với các dị nguyên như khói bụi và thuốc lá, lông chó, lông mèo, sử dụng dụng cụ hít đúng chưa, thuốc chưa đúng. Các rào cản bệnh nhân tiếp cận với các dịch vụ y tế cũng đóng một vai trò quan trọng trong quản lý hen. Khoảng cách địa lý được bệnh nhân cho là cản trở quan trọng nhất để tiếp cận dịch vụ y tế và tái khám. Trong một nghiên cứu trên 623 bệnh nhân mắc hen, có 28,6% bệnh nhân không đi tái khám hàng tháng. Lý do nhiều nhất được đưa ra chiếm 75,5% là do khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế quá xa. Ngoài ra, vấn đề khó khăn trong xin giấy chuyển bảo hiểm y tế đúng tuyến cũng là một trong những lý do khiến người bệnh không thể tái khám định kỳ. Qua nghiên cứu, chúng tôi đưa ra các kết luận, hầu hết người bệnh vẫn còn có các triệu chứng ho, khó khè ít nhất một lần một tuần. 50% người bệnh than phiền vì triệu chứng khó thở. Hơn một nửa số bệnh nhân không tuân thủ tái khám định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ người bệnh dùng dụng cụ phân phối thuốc chưa đúng là 30,8%, chủ yếu là dùng sai dụng cụ bình xịt định liều. Tỷ lệ người bệnh cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở mức độ kiểm soát bệnh sau 6 tháng theo dõi quản lý tại đơn vị quản lý bệnh phổi mãn tính Bệnh viện Phổi Thanh Hóa có xu hướng tăng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các lý do dẫn đến tỷ lệ kiểm soát hen còn thấp và không đi tái khám định kỳ bao gồm người bệnh vẫn thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên, dùng thuốc chưa đủ và đúng cách, khoảng cách từ nhà đến cơ sở khám chữa bệnh xa và khó khăn trong vấn đề chuyển bảo hiểm y tế đúng tuyến đến cơ sở quản lý hen. Trên đây là bài báo cáo của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị các bạn.